Khoảng 0 giờ 30 phút ngày 18 tháng 4, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với một số đơn vị tiến hành bắt giữ nghi phạm gây ra vụ cướp tiệm vàng Kim Sơn Hiền, thị trấn Ngàn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, khi nghi phạm đang chạy trốn trên một tuyến đường ở thành phố Vinh, Nghệ An. Danh tính nghi phạm được xác định là Nguyễn Minh Toàn, 30 tuổi, ngụ tại xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh. Tiến hành khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 16 kiện bằng vàng có trị giá khoảng 190 triệu đồng, ô tô biển kiểm soát Hà Tĩnh cùng tài liệu tang vật liên quan vụ án. Tại cơ quan điều tra, bước đầu Toàn khai nhận do chơi bời, đánh bạc dẫn đến nợ nần không có tiền để trả nên đã nảy sinh ý định đi cướp tài sản bán lấy tiền trả nợ. Do nợ nần em thiếu tiền, em suy nghĩ đi tiền em phải đi cướp tiệm vàng để kiếm tiền trả nợ. Khi đến địa bàn Can Lộc thì em có đi vào và em quan sát đi qua thì có một tiệm vàng nằm mở cửa và không thấy người quan sát, không thấy người giám sát và cửa có hé mở. Thì em chạy vòng vòng rồi em quyết định em quay lại em cầm búa và em đi vào em đập tủ và em kiểm đoạt một số lồng vàng. Hiện công an huyện Can Lộc đã ra quyết định tạm giữ Nguyễn Minh Toàn để tiếp tục điều tra.